Thử với Sequel Legacy. Thì trước cái thử gieo là chỉ cần lá skin nha. Rồi hôm nay mình chơi lại thôi anh em, chơi lại thôi. Ui giời. Bởi vì thực sự là mình chưa chưa tìm thấy được cái bạn nào, để mình tìm lại xem nào. Đây nhá, đây. Ok, ở đâu? Thế đâu xem nào anh em ơi, xem nào. Thực sự thì mod thì mod thì sao ta anh em? Đâu? Đâu đâu đâu? Đâu đâu? Mod thì thực sự là chưa chưa có mod mới em ơi, có nhưng mà mình thấy nó xấu quá nên mình cũng lười tải em ơi. Ok được rồi. Nói chung là vẫn chưa có gì nhiều. Ok. Vậy thì lần này mình sẽ làm cái này nha. Đây mình sẽ là chơi skin thì nó chất nè. Chơi skin sơn skin mới đây anh em, skin được sơn mới. Ok chưa? À thôi chơi skin mặc định anh em ơi. Skin mặc định đây, skin mặc định ở chân ái đây anh em ơi. Được rồi. Nào chơi thôi. Đầu tiên là cái này đây, xem nào. Mình sẽ nâng mắc hết đi. Ok con ơi, xem nào. Ok. Tăng kích thước. À nhầm. Nâng cấp. Ok chưa? Quá ghê gớm rồi anh em ơi. Sao mà đỡ được? Được rồi. Chuyện ơi anh ơi. Stay behind me. Được rồi. Nào, hôm nay thì chúng ta sẽ làm về để xem mình nhớ xem nào anh em. Đầu tiên là cho kiếm ra trước đây anh em ơi, cho kiếm ra trước để pha nhau đi. Cho kiếm ra trước để đập nhau cho cháy nào. Khiêu chiến à. Đòi solo kill anh em ơi. Bọn này đòi solo kill á. Thêm quân đánh cho ngu người ngay. Nhờn. Ok con ơi. Nào mình chờ thêm cung nhanh em. Rút anh em ơi, chờ thêm cung này. Được rồi anh em ơi, xem nào. Tèo. Bọn này ngứa đòn đi sao nhỉ. Ok. Để xem được tim bàn. Ôi, tượng tim mình như tượng khổng lồ mà sợ cái góc khô gì đúng không? Nào, sợ cái gì chứ đúng không? Ok được rồi anh em ơi. Xem nào. Lên. Mình cũng chơi thôi anh em ơi, nó chơi thì mình cũng chơi thôi. Muốn chơi chứ gì? Ok, có cung có kiếm càng đét à. Mình cũng có cung nhá. Nó tuổi gì ngay? Ok chưa. Trời đã chết trời cung này luôn này. Ok trời cung. Cung quỷ luôn mày á. Nhờn á, đòi solo kill á. Ok. Rút về không đi bụi đấy. Tí tưởng của nó đi bụi anh em ơi. Ok. Ô tí nó chơi trời phù thủy anh em ơi. Oh no. Chết rồi, tí nó chơi trời phù thủy anh em ơi. Mình cũng chơi phù thủy luôn. Thích thì làm xét. À bọn kiếm này ngứa đòn nhưng mà ok. Kiếm mình ngứa đòn rồi. Được rồi anh em ơi. Tèo. Được rồi anh em ơi. Nào. Ui giời nó khỏe thế nhỉ. Mai bằng bằng một cách thần kỳ nó phù thủy cho lúc nào mình phù thủy cho mình nhá. Rất là cay cú nhá. Được rồi, muốn chơi gì? Đâu rồi? Được chưa, khổng lồ làm đi. Khổng lồ ra đánh luôn anh em. Đấy, khổng lồ thì bạn chất ấy, team anh có. Muốn chơi như thế, muốn chơi thì chơi luôn. Chơi luôn nhá. Không cần thế anh em không? Ok. Không cần thế, được rồi anh em ơi. Xem nào. Tiếp tục thôi anh em ơi, trời. Mình sẽ chờ giúp John đặt cầu của mình ra. Được rồi.
Hello Gibson. Hai thằng đều là hai thằng Gibson lên anh em ơi. Được rồi. Đâu. Ui nó chơi thêm bot à. Ok, heo phi lò bot. Thích thì chơi luôn. Ui rồi. Nhưng mà bất chấp việc bên mình đập rất là căng thì bên bạn cũng rất là mạnh anh em ơi. Ok. Xem nào. Được rồi anh em ơi, xem nào. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Nào. Né chiêu, ok chứ. Đâu rồi? Oh no, thì bạn nó để bên cạnh nhà rồi, phải làm sao? Nó sẽ trời. Tựa gọi là chiến binh cầm giáo mạnh nhất thiên hạ. Ok, thiên hạ. Chiến binh cầm giáo mạnh nhất thiên hà. Được rồi, chiến binh hay ném cái giáo của mình đi. Hey. Nhờ như vậy chiến binh ném giáo rồi. Một hai ba bốn năm. Ném phát chết hết cái thì đúng là đẳng cấp anh em ơi. Được rồi anh em ơi. Nào lần này sẽ có giải Chamber Slick nha anh em. Solo kill. Bên này bên tuyển thủ chúng ta có giáo giáo cầm kiếm siêu cấp pro solo với cả giáo. Ô thằng này chưa bắn à? Ok chưa bắn thì anh cũng chưa theo đấy. Ô chết mưa. Oh no, mình lỡ trời con kiếp giòn anh em ơi. Xem nào, nhận solo kill. Ô nó cũng chịu rồi đó. Nó cũng chịu rồi đấy anh em ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ô bằng một cái thần kỳ nữa. Thôi. Đâu, để trời lại nào. Đây, trời lại anh em ơi. Solo đi cu. Xem nào. Solo đi cu. Đi cu solo ăn. Ok. Xem nào. Solo kill. Trời, một thằng kiếm xe rách ra anh em ơi. Trời, thằng kiếm xe rách ra. Teo. Nhân. Hai thằng kiếm solo thì thằng nào cũng mạnh. Ok, mình thắng rồi. Vì mình điều khiển anh em ạ. À. Ok. Ui, giờ mới nhận ra là hai thằng ngang ngửa nhau anh em ơi. Ok. Đâm em đi anh. À thằng này solo à? Khiêu chiến à? Thằng này điều khiển anh em ơi. Điều khiển như thế, điều khiển à? Điều khiển này. Solo kill này. Thích thì em xét. Lâu lâu thì bước. Nhân. Cút ngay. Ui mình chọc 112 đam cơ. Là cái không có đủ level anh em ạ. Ok, như vậy là xiên được rồi. Vậy là mình đã win ván này anh em ơi. Oh no, thì nó bắt đầu chờ ra kiếm để chống lại mình rồi. Chờ ra cả giáo anh em ơi. Ui. Quá nguy hiểm anh em ơi. Ăn không được cả bắt đầu chưa bán à. Ok, mình cũng chơi. Thích thì bước. Ok, à thích thì vào đây. Ui giờ mình ấy, à, cái con đấy của mình to vật vã lên anh em ạ. Mỗi lần đánh nhau với cả boss ấy là kích thước nó tăng lên anh em ơi. Ok. Xem nào. Được rồi anh em ơi. Được rồi anh em ơi. Xem nào. Lên. Liệu có ăn được không nhắm. Thì nó cũng càng đét đây. Ai chà chà. Ai chà chà. Tao. Được rồi. Anh em đã thấy cái gì chưa? Ok. Đánh là túi bụi, tối tăm mặt ngày mày. Mặt mày mày sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Ui giời. Teo. Nào, nhờn. Ui giời. Thôi đập thắng luôn anh em ơi. Ok. Nào. Được rồi. Nào. Nhân win luôn anh em ơi. Win luôn, win nhanh anh em ơi. Mày nhân lần này không nhân nữa, win luôn. Easy. Ok. Ô, quảng cáo. Từ từ đã anh em ơi. Nhạc này nhạc bản quyền anh em ạ. À. Không. Anh em không được nghe cái này. Nhạc này nhạc bản quyền thì mình sẽ bị bay kênh đấy. Đây rồi anh em ơi.
Ok, để mình từ từ đã, để mình cho lại nhạc đã. Ok, nhạc đấy nhạc bản quyền, mình mà cho anh em nghe phát là mình bị bay kênh đi anh em ạ. Ừ. Kênh mình nó bốc hơi đấy, không có đâu. Được rồi. Tèo tèo tèo. Ơ chết cú thôi, nhầm rồi, thoát ra. For in a mortar. Đây đây anh em ơi. Chơi map thôi, đánh boss luôn anh em ơi. Đánh boss đây, đánh boss đây. Phải đánh boss, phải đánh boss. Phải đánh boss. Ê... Vậy chắc chắn là đủ rồi. Ok chưa? Ok chưa? Xem nào anh em ơi. Trời, 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 trời. Ok cái nơi nào, chơi chơi chơi. Tiếp tục chơi đi. Nào. Được rồi. Lần này mình chơi cung nha anh em. Nào, ok. Mình chơi cung nhưng mà là cung VIP. Wow. Tìm bạn cũng khét đấy. Tìm bạn cũng khét đấy anh em ơi. Ok. Nhìn tìm bạn cũng khét đấy anh em ạ. Ok ok chưa. Tìm bạn nhìn có vẻ cũng khá là khét đấy. Không đùa đâu, khá là khen anh em ơi, team mình cũng rất là chất lượng. Nào xem nào. Team bạn cũng khá là khen đấy, chất lượng luôn anh em ơi, ok ok. Nào, đây sẽ là đại chiến. 1, 2, lên solo kill. Thích thì solo kill nào. Nào liệu cung lửa xanh lè hay là cung quỷ sẽ thắng đây. Cung lửa xanh lè với cả cung quỷ ai sẽ thắng đây. Sao mình cứ có cảm giác chưa nó áp đảo nhỉ. Oh no, nó bắn cho bay sạch cung quỷ của mình rồi. Cung xanh lè nó mạnh quá, chết mửa rồi, nhanh nhanh nhanh. Quân tiếp viện đâu. Quân tiếp viện đâu, bắn tới cha đi. Ôi ơi, cứu tao. Elite. Hồi máu cho tượng. Ôi ôi, hồi được có tí máu thì lan được cái gì. Thôi đi củi rồi. Đi vụ. May quá. Ui giời, may quá anh em ơi. Ma tượng hồi được có đúng một tí máu luôn anh em ơi. Ok được rồi. Được rồi anh em ơi. Nào. Theo. Được rồi. Xem nào, máu lên này, hồi máu anh em ơi. Nào, lần này, ô thằng này khiêu chiến à. Trời ơi, cũng giờ bắn thấy cha luôn. À đâu, mình cứ tượng mà. Được rồi anh em ơi, nào mình sẽ cho cung này. Được rồi anh em ơi, nào. Cho đến lúc chuẩn bị đánh boss anh em ơi. Nào, để chuẩn bị đánh boss thì mình sẽ chơi giáo án. Gọi là người ta gọi là gì. Vậy là chiến thuật sách giáo khoa anh em ạ. Ok. Thì mình sẽ gọi nó là chiến thuật sách giáo khoa, được chưa? Nó chính là chiến thuật sách giáo khoa với một đội phun giáo. Mình sẽ chen chân lên này để gọi là cho mày biết thế nào gọi là sợ. Được rồi, cút cút ra để anh vào. Ok, sao lại đứng hai? Nào lên đi. Về đi. Đây đứng trên đầu cho anh em. Đây để tao đứng trên đầu cho. Đúng rồi, cút ngay. Được rồi. Chiến thuật sách giáo khoa chuẩn bị bắt đầu anh em ơi. Đây là chiến thuật xây giáo khoa, chiến thuật xây giáo khoa. Đâu rồi đây. Chuẩn bị nào, đối đầu với boss thôi. Ô thằng boss này la qua anh em ơi. Phá tượng. Ơ kìa. Boss đâu. Ơ boss đâu anh em, à đây rồi, boss đây rồi. Ao thật đây. Ơ cái tường gì đây anh em ơi. Đúng là, độc la bình xương. Được rồi. Lên. Liệu mình có thể ăn được con boss này không đây? Boss này rất là mạnh luôn. Mình cũng sẽ chơi Hello Gibson bản năng vô cực anh em ơi. Ok chưa? Bây giờ bản năng vô cực thế nào? Tèo. Nào, quý giời. Sao mà đỡ được? Giải ơi. Tông tất 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 tất. Nào, sao mấy con kia
hack game anh em ơi. Lag game rồi. Ôi giời ơi. Cứu tôi. SS. Mình đang ở trong trạng thái lag game anh em ơi. Ui game bị lag rồi. Anh em thấy cái gì chưa? Mình có thể di chuyển được nhưng mà mọi thứ đều đứng im này anh em. Ok, bây giờ nhá, con cung này di chuyển này. Keep zone này. Đấy này. Chả lẽ đây chính là trạng thái ngưng động thời gian sao? Ô thắng cụ rồi. Thôi nhưng thôi chắc đi với lại các bạn ngay trở lại xí nhà tôi tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.